lịch biển đảo đang được đẩy mạnh đầu tư để trở thành một địa danh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Có một Trường Sa êm ả hiền hòa, đảo nổi đảo chìm, màu xanh cây cối, những em bé đi bô tập quán, mỗi hoàng hôn thiêng liêng tiếng chuông chùa. Một Trường Sa gần gũi thân thương, anh lính trẻ cầm thầm yêu cô giáo trẻ, con ốc mặt trời giấu lòng mình kỹ thế, chợt bừng lên. Về phố thị thân thương, vòng tay.